Hôm nay 13 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, huyện Mường Khương tổ chức lễ hội Gầu Tàu tại xã Pha Long, thu hút hàng vạn người dân các xã trong khu vực cùng du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Gầu Tàu xã Pha Long, huyện Mường Khương năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp huyện. Đây là lễ hội truyền thống tiêu biểu nhất của người Mông khu vực các xã Pha Long, Tà Ngài Trồ, Tà Gia Khâu và Dìn Chin mỗi dịp Tết đến xuân về để cúng tạ trời đất thần linh phù hộ đã ban cho gia đình dòng họ sức khỏe, thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc cho những người dân một năm mùa màng bội thu, gia súc gia cầm đầy chuồng. Đây cũng là dịp để người dân địa phương và du khách thập phương tụ họp vui chơi, đón chào một năm mới, chuẩn bị bước vào một mùa vụ canh tác sản xuất chăn nuôi mới. Lễ hội gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Ngay sau nghi thức cúng cây nêu, nhân dân và du khách được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do các nghệ sĩ không chuyên đến từ các thôn bản trong huyện và đội văn nghệ xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc biểu diễn. Cùng với đó là các trò chơi dân gian truyền thống, tất cả tạo nên một không khí vui tươi náo nhiệt trong những ngày đầu năm mới. Nhà em tham gia lễ hội này nhằm mục đích là du xuân đầu năm ạ. Với lại em mong muốn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa và gặp gỡ được các bạn ở khắp tỉnh thành vào dự lễ hội ạ. Em đến với lễ hội Gầu Tàu năm nay thì em còn thấy năm nay nó quy mô mở rộng lớn hơn so với mọi năm ạ. Với lại có văn nghệ của bên nước bạn cũng tham gia cùng bên mình ạ. Nên cảm thấy không khí nó rất là vui ạ. Chúng tôi cũng có sự chuẩn bị cũng hết sức là chu đáo, đảm bảo cho lễ hội được thành công tốt đẹp. Cái lễ hội Gầu Tàu trên địa bàn huyện Mường Khương nó là một cái nét bản sắc văn hóa rất đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Thông qua lễ hội này thì huyện Mường Khương chúng tôi cũng đang mong muốn gắn liền với các hoạt động phát triển du lịch thông qua cái văn hóa cộng đồng cũng như đặc biệt là các cái lễ hội như thế này, làm sao khai thác triệt để được các nội dung này để thứ nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thứ hai nữa là phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Lễ hội Gầu Tàu xã Phan Long, huyện Mường Khương diễn ra trong 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng. Lễ hội tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết cho người dân địa phương, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.